Từ đầu năm tới nay và đặc biệt sau khi lệnh phong tỏa nghiêm ngặt được dỡ bỏ, giới nhà giàu Trung Quốc vung tiền mua các mặt hàng xa xỉ từ Hermes hay LVMH, giúp hai công ty này có kết quả kinh doanh quý 1 vô cùng ấn tượng. Cổ phiếu của LVMH liên tục tăng giá trong thời gian qua, đưa chủ sở hữu của Christian Dior và Tiffany trở thành một trong 10 công ty có vốn hóa lớn nhất thế giới trong tuần này, đồng thời giúp CEO Bernard Arnault trở thành người giàu nhất thế giới theo xếp hạng của tạp chí Forbes. Theo hãng tin Bloomberg, trong phiên giao dịch ngày 13 tháng 4, tài sản của ông Arnault tăng thêm 12 tỷ đô la Mỹ lên gần 210 tỷ đô la Mỹ. Đây là kỷ lục tài sản mới và là ngày tăng tài sản nhiều thứ hai của tỷ phú Pháp. Tài sản của Arnault bỏ xa ông chủ Twitter Elon Musk với chỉ 180 tỷ đô la Mỹ. Thương hiệu lớn nhất của LVMH là Louis Vuitton đã vượt mốc doanh thu 22 tỷ đô la Mỹ vào năm ngoái. Gần đây, Louis Vuitton bổ nhiệm nhạc sĩ Pharrell Williams làm giám đốc sáng tạo, một động thái gây chú ý trên các phương tiện truyền thông. Còn đối với Hermes, những chiếc túi Kelly và Birkin luôn trong tình trạng cầu vượt quá cung, giá trị vốn hóa của thương hiệu xa xỉ này đã vượt mốc 200 tỷ đô la Mỹ. Tốc độ tăng trưởng phi mã của LVMH và Hermes khiến hai công ty này trở thành con cưng của nhà đầu tư. Vào thời điểm mà người tiêu dùng Trung Quốc vung tiền chi tiêu bù cho những năm đóng cửa vì đại dịch, người tiêu dùng Trung Quốc cả trong và ngoài nước chiếm khoảng 1/3 tổng chi tiêu cho hàng xa xỉ cá nhân trước Covid-19. Các chuyên gia đều nhận định tiềm năng cho hàng xa xỉ ở Trung Quốc sẽ còn bùng nổ hơn nữa trong thời gian tới. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên.